Giờ em bây giờ một cái số gồm 4 chữ số đúng không? Số gồm 4 chữ số, mình phải khi mà ghi 4 chữ số mình nhớ ghi có dấu gạch nha, không có dấu gạch là nó thành phép 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 nhân, hiểu không? Em nghe luôn, em nghe luôn. Thì xác suất nó nằm trong cái việc thi tốt nghiệp, nó cái dạng xác suất nha, thấy như vậy chưa? Giờ một cái số em thấy không, một cái số gồm 4 chữ số, à đây là một số gồm 4 chữ số, được chưa? Thì đây hàng đơn vị, hàng trăm, hàng nghìn, và bốn chữ số này đôi một khác nhau, và lấy trong cái tập này thôi, tức là bốn những cái chữ số này chỉ được quyền lấy trong tập này thôi nha. Bây giờ cái mấu chốt này em nhìn nha, nếu một cái tập á, nếu một cái tập ở đây tôi lấy ví dụ là a b c d á, nó thuộc cái tập mà không có số không, à không có số không, không, ủa không có số 7 hả, không có 37 hả, rồi không có số không thì nó lại đơn giản hơn. Khi có số không để ý, mỗi lần mà khi thấy số không á để ý xíu, à để ý xíu nữa ta sẽ nói vì sao để ý. Còn nếu không có số không thì đơn giản nghe, nó đơn giản hơn nha, nó đơn giản hơn. Tức là bây giờ chúng ta lấy ở đây cho người ta 6, chúng ta lấy mấy, lấy 4 đúng không, lấy 4, lấy 4 trong 6, cứ lấy 4 số đúng không, 4 chữ, lấy 4 số này nè, trong 6 số này em bỏ vô đây em được một số thỏa yêu cầu bài toán, tại 4 số này khác nhau mà đúng không, lấy 4 trong 6 và 4 số này á, để ý nè, lấy 4 trong 6 nè, lấy 4 trong 6 thì chúng ta lại cứ cứ lấy cái gì đó, lấy k cho n thì nó có sẽ có là c 4 6 hoặc là a 4 6 đúng không, đúng không? Bây giờ là cái nào thì chúng ta sẽ để ý nè, vào chúng ta bây giờ cứ cứ lấy k trong n, lấy k trong n là nó nằm trong phạm vi là a c k n hoặc là a k n đúng không, cứ đầu tiên là lấy bao nhiêu trong cái tập cho sẵn thì là một trong hai này thôi. Giờ chọn thằng nào thì bây giờ em hoán vị, em cháo đổi vị trí của những thằng này thì em coi thử khi mà cháo đổi á thì kết quả như cũ hay là kết quả thay đổi. Thì rõ ràng em lấy bốn số này em bỏ ở đây mà em thay đổi vị trí thì kết quả thay đổi đúng không, thì em hiểu tại không, thì nó nằm ở nằm ở đây nè nha. Như vậy là em sẽ lấy AK A46 luôn, à như vậy em có A46 kết quả luôn, em khẳng định luôn. À nhưng tại sao nếu có số 0 chúng ta không thể làm như vậy, nếu mà có số 0 chúng ta vui, tại sao không làm được như vậy em? Nếu mà cái tập mà khác không không có số 0 nha, em làm trực tiếp thẳng luôn kết quả luôn nha, kết quả thẳng luôn nè. Nhưng riêng mà khi một khi xuất hiện số 0 á em không làm được liền, không làm được liền, tại sao vậy? À dính cái A nè, dính cái A nè, nên buộc lòng bài này chúng ta phải chia làm hai trường hợp, cứ dính tới số 0 chúng ta nên chia làm hai trường hợp, nó an toàn nhất đúng không, nó an toàn nhất đúng không, à nó an toàn. Như vậy là chúng ta phải chia trường hợp, trường hợp một em, trường hợp một là a khác không đúng không, à, trường hợp một là a phải khác khác không. Tất nhiên nói chung ở đây không phải ho, không phải chia trường hợp a khác không, a là chắc chắn phải buộc lòng phải khác không em. Ta sẽ ok chờ xíu tổng quát cái hướng lên luôn. Bài bài này dùng phương án đếm, đầu tiên á nếu có dính tới số 0 thì đếm từng chữ số là cách một đúng không. À, nếu dính tới số 0 em mà chúng ta chưa kịp nghĩ tới những cái dùng cái công cụ nhanh là C hay A phải đếm này thì chúng ta đếm thì đếm mà A trước, không nên đếm D trước đúng không, trong trường hợp này không nên đếm D trước. Thông thường cái kinh nghiệm cái chung á là chúng ta hay đếm từ từ phải qua đúng không, nhưng mà riêng này chúng ta phải đếm A tại vì A nó liên quan đến số 0 nè, em hiểu vấn đề không, nên phải đếm thằng A trước chứ không đếm D em, tại vì mỗi lần em đếm là những cái tiếp theo em phải bỏ đi cái thằng đó, bao nhiêu em đếm thằng D chứ bao nhiêu khả năng thì thằng B thằng C phải bỏ tiền D đúng không, nhưng mà không được nha, bị dính cái chỗ A nè em bỏ đi mà vô tình ví dụ thằng D nó có thể chọn số số 0 em, à đếm thằng từ A trước nè, như vậy thằng A ở đây em còn lại mấy cách chọn, thằng A em còn lại 1 2 3 4 5 6 6 cách chọn đúng không. Bây giờ thằng B em, à thằng B
Em thấy thằng B á, thường nó sẽ bỏ đi thằng A, đúng không? Bỏ đi thằng A, thằng B còn lại mấy cách chọn? 6 cách, đúng không? Chỉ bỏ đi trường hợp của A thôi, mà A thì chỉ lấy trong phạm vi này thôi, đúng không? Như vậy thằng B vẫn được quyền lấy số số 0. Em hiểu vấn đề không? À, như vậy tiếp tục thằng C. Thằng C là còn lại lấy bỏ hai không này. Em hiểu chưa? Bỏ hai không này. Ở đây em có 2 4 6 7, 7 7 phần tử. Còn lại 5. Và thằng D còn lại 4, được chưa? Thằng D còn lại 4. Như vậy em nhân lại em ra số cách đây là nhanh nhất là ngồi đếm nha, ngồi đếm. Còn nếu bây giờ mình muốn sử dụng cái công cụ C và A á thì mình lập luận sao? Bây giờ mình muốn dùng nhanh cái A, cái C và K nó nhanh á thì buộc lòng mình cũng phải tách ra em. Tức là mình phải chọn. Mình muốn dùng AC á thì bây giờ mình dùng như vậy nè. Mình không thể dùng trực tiếp cho bốn chữ số này giống như cái kiểu mà không có số 0. Mình ngại nhất là vấn đề là chữ số A đúng không? Mình ngại nhất là A thì mình tách A riêng mình làm việc, tức là mình có 6 cách. 6 cách chọn A. Chọn A xong rồi bây giờ tiếp theo em, mình sẽ chọn cái BCD luôn. Em không chọn luôn một số BCD xong mình kết hợp với A mình ra một cái số bốn chữ số. Em hiểu không? Vậy thì BCD này, vì cái B này được quyền bằng không, đúng không? B này được quyền không. Như vậy cái BCD này á, mình sẽ lấy trong cái tập bao nhiêu em? Lấy ba trong mấy em? Lấy ba trong cái tập còn lại, bỏ đi cái A, đúng không? Em hiểu vấn đề không? Hiểu hiểu anh? Anh hiểu không? Như vậy lấy ba, khi mà em bỏ đi A thì em còn lại 6 phần tử. Em hiểu không? Bỏ đi A em còn lại 6 phần tử, như vậy em sẽ có là A 36. Như vậy từ đó dẫn tới số cách của em là 6 nhân A 3 36. Nếu em nhìn theo A. À, anh hiểu không? Em hiểu hiểu cái đây không? Rồi. Em hiểu hiểu không? Rồi bây giờ cái đề tiếp tục em. Với cái đề này chúng ta tiếp tục. À, chúng ta tiếp tục một cái phát triển ra một cái dạng bài mới, ví dụ như người ta yêu cầu, người ta lại yêu cầu là cũng cái này em, cũng cái này, cũng cái này, mà người ta yêu cầu như vậy là bây giờ chọn cho tôi á, là số số chẵn. À, mấu chốt là số chẵn nữa. Bây giờ mình cần thằng này là số chẵn đó. Bây giờ mình đưa ra những cái biến cố, ví dụ vào xác suất của em chọn, đúng không? Hồi nãy mình đếm số lượng bốn số thì đó chính là số lượng của Omega, đúng không? Mình chọn bốn số như vậy, bốn số để bốn số khác nhau. Cái câu đầu tiên là bốn số đúng không? Bốn số thì omega. Bây giờ người ta sẽ đưa ra cái biến cố sao sao cho, ví dụ biến cố A sao cho đó là số chẵn đây, và tính xác suất, đúng không? Bây giờ mình đưa ra biến cố thì bây giờ mình phải chọn số lượng. Em bây giờ khi mà thông qua này em sẽ hiểu là omega không gian mẫu biến cố nó khác, đúng không? Sẽ hiểu luôn. Đầu tiên cứ lấy bốn bất kỳ, bốn bất kỳ, bốn số khác nhau. Bây giờ người ta đưa ra biến cố là trong các kết quả có được có bao nhiêu kết quả là số chẵn, đúng không? Thì gọi là biến cố tập hợp con của không gian mẫu á. Vậy em đếm số lượng, vậy em phải đi đếm số lượng của biến cố A, vậy em NA bằng nhiêu, đúng không? Câu hỏi đặt ra em NA bằng nhiêu để ta chia một cái bập ra xác suất, được chưa? NA bằng nhiêu. Bây giờ đếm. À, bây giờ mấu chốt mình đặt ra tiếp em, mình đặt ra tiếp. Nếu như ở tập này không có số 0, bây giờ mình nói vấn đề chẵn nè, nhưng mình nói trong trường hợp là cái tập của em là 1 2 4 5 6 8, được chưa? 1 2 4 5 6 8. 6 phần tử thôi, không xét số 0. Không có số 0 thì nó luôn luôn dễ. Nhưng bây giờ nếu giải quyết số chẵn em, A B C D là chẵn thì buộc lòng ta phải giải quyết gì chứ em? D chứ. Đúng không? Giải quyết D chứ. D nó thuộc cái tập nào em? 2 4 6 8. Như vậy D có 4 4 cách. Riêng D thôi em có 4 cách. Đúng không? Em hiểu không? Rồi ta giải quyết thằng A, B, C cùng một lúc luôn em. Tại vì thằng A không có số 0 nên giải quyết luôn, và lấy A, lấy 3 phần tử bất kỳ trong 2, 4, 6 này, 6, 6 phần tử, đúng không? Giờ chúng ta tách D rồi thì còn lại 5 phần tử. Có phải lấy 3 trong 5 không? A, 3, 5. Lấy A, 3, 5 nhân với 4, đúng không? Thì ra được kết quả là số lượng số chẵn. Nhưng đó là tập không có số 0. Em hiểu vấn đề không? Em thấy mấu chốt chưa? Mấu chốt vấn đề. Rồi bây giờ nếu như bây giờ mình chèn số 0 vô. Mình chèn số 0 vô. Ở đây bây giờ mình chèn số 0 vô, dính cái số 0 một cái. Mình chèn số 0 vô. Em thấy vấn đề không? Mấu chốt nó khác liền em.
mình chèn số 0 vô cái ông này 7 phần tử. Giờ bắt đầu người ta yêu cầu số lượng này mà cũng phải chẵn em, cũng phải chẵn. À cũng phải chẵn. Như vậy chúng ta ưu tiên thằng A trước hàng D trước em. Chúng ta ưu tiên thằng A trước hàng thằng D trước. À. Vẫn phải ưu tiên thằng D trước thôi. Đúng không? Chẵn mà, mình cần chẵn. Trong trường hợp này em vẫn có thể ưu tiên A trước. Bây giờ chúng ta thử thằng D trước đây. Thằng D trước như vậy em sẽ lấy trong tập từ 0 2 4 6 8. Như vậy thằng D có 5 cách chọn. Đúng không? Thằng D có 5 cách chọn. Bây giờ chúng ta phải đẩy qua, chúng ta không thể giống như hồi nãy. Giờ chúng ta buộc lòng phải chọn tiếp theo là phần tử gì em? Phần tử A. Chúng ta suy nghĩ phần tử A. Đúng không? Phần tử A. A tại vì nó sợ nó dính cái số 0. Đúng không? Như vậy em để ý một điều nè. Vì A, B, C, D khác nhau. Vậy thì trong trường hợp D là số 0 thì chắc chắn A không thể là số 0. Đúng không? Nhưng nếu D là 2 thì A lại được quyền bằng 0. Vậy cái mấu chốt chính là chúng ta tách thằng D làm hai trường hợp em. Chứ em hiểu được không? Tách thằng D làm hai trường hợp. À, khi D bằng 0 và khi D khác 0. À, chúng ta tách thằng D ra. Tại vì khi D khác 0 thì A lại được quyền bằng 0. Mà khi D bằng 0 thì đảm bảo A không thể là số 0. Em hiểu vấn đề không? Em hiểu một chút không? Hiểu ngay. À, như vậy khi D bằng 0 chúng ta đảm bảo rằng thằng A không thể bằng 0 thì chúng ta dùng A luôn em. Chúng ta dùng A luôn. Tại vì đảm bảo A không thể bằng 0 được vì D đã lấy số 0 rồi. Em hiểu không? Vậy thì mốt. Em hiểu vấn đề chưa? Như vậy đến nửa bài này mà thành số lẻ thì vấn đề nó lại khác nữa. Đúng không? Vấn đề nó khác tại vì số lẻ D đâu có lấy số 0. Để ta chỉnh sau. Như vậy là lấy thằng D bằng 0 á, như vậy là trong trường hợp này D là một cách chọn đúng không? Và thằng này ta lấy còn lại 2 4 6 7 còn lại 6 cách là A 6 đúng chưa? Em không? Vậy thì khi D khác 0 thì D có mấy cách chọn em? 1 2 4 cách chọn D. 4 cách cho D chọn D. Đúng không? Chúng ta có 4 cách chọn D nếu D khác 0 đúng không? À, em hiểu rồi không? À 4 cách chọn D. Như vậy lúc này em, lúc này thằng A lại được quyền bằng 0. Đúng không? Thằng A có thể bị dính vô số 0, đúng không? Nếu giờ chúng ta chọn A, chọn A. À chọn A theo kiểu vậy. À khi D lấy trong tập này là 4 cách chọn. Bây giờ chúng ta chọn A trước em quay lại chúng ta chọn A. Đúng không? Như vậy A nó phải bỏ đi số 0 và phải bỏ đi cái phần tử của D đã chọn. Đúng không? Như vậy nó bỏ tới 5 2 phần tử, như vậy còn lại A thì có mấy cách chọn em? Chọn A là cả 5. 5 cách. Đúng không em? Em hiểu vấn đề không? Em hiểu chưa? Hiểu không? Ngẫm em. Ngẫm mà hỏi luôn. Còn lại BC thì BC mình chọn luôn một lần em, không cần chọn từng thằng. Chọn luôn một lần, như vậy mình chọn mình lấy hai quá, tại vì BC số 0 cũng được chả sao cả, đúng không? Như vậy mình còn lại bao nhiêu sau khi lấy D là 1, lấy A đúng không? Còn lại tức là mình bỏ đi 2 còn lại 5, như vậy mình lấy 2 trong 5. Chọn BC thì mình lấy 2 trong 5 thôi em. Đúng không? Vậy mình có là chọn BC nè. Chọn BC một kiểu gạch cái số BC luôn á. Thì mình chọn 2 trong 5 là A 2 2 5. Được chưa? Như vậy mình xét trường hợp này mình nhân lại. Mình cộng với trường hợp này mình ra số lượng này. Được chưa? Em hiểu vấn đề chưa? Rồi bây giờ nếu là số lẻ. Số lẻ thì sao? Đúng không? Bây giờ mình đặt quy về trường hợp số lẻ. Mình quy về số lẻ. À, nếu là số lẻ. Được chưa? Mình tính số lẻ. Thế bây giờ trường hợp mà không có số 0 á thì nó dễ rồi. Không có số 0 thì nó dễ. Đúng không? À, cứ dê số lẻ rồi cứ thế mà làm. Bây giờ chúng ta xét trường hợp có số 0 luôn. Và chúng ta vẫn chọn dê trước. Lẻ thì 1 3 5 1 5 đúng không? Chỉ có hai trường hợp. Và em thấy khi hai trường hợp này á, rõ ràng dê không có số 0 nhưng buộc lòng A vẫn có thể nhận số 0. Nên chúng ta chọn gì? Đầu tiên chọn dê là 2 đúng không? Hai cách chọn A, em bỏ đi số 0 và bỏ luôn cái dê nữa, em thấy chưa? Trong trường hợp này phải chọn dê trước để đảm bảo nó lẻ đã chứ không thể chọn A trước được nha, mới quay về chọn A. A nó phải bỏ đi cách, bỏ đi số 0 và bỏ đi dê. Như vậy bỏ đi 2 em có 7 còn lại 5 cách chọn. Và em chọn BC. Em lấy 2 trong 5. Xong.
Em hình như vấn đề không? Đó vậy thôi nha. Rồi mấu chốt là vậy. À, cứ thế mà nó quy lên thôi. Cứ tự bịa ra cái đề nha.